Kính thưa quý vị, cùng lên sân khấu với bạn Vũ Khắc Linh trong buổi trưa ngày hôm nay chính là một người bạn gái cùng đến từ mảnh đất Nhật Bản thân thương. Một cô gái rất là dễ thương trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta có thể dành tặng một tràng pháo tay được không ạ? Xin mời. Bây thăm anh ấy. Đâu mấy người biết mình là mình với cả Kanako đang ở đâu. Đi về nhà. Về nhà ai? Đi về nhà. Xin kính chào. Đi về nhà ai? Welcome. Đi về nhà ai? Đi về nhà ai? Bên nào mình về cả Kanako đang về Việt Nam chơi mọi người. Lần này không phải đi chơi, lần này là vừa đi chơi vừa đi đi công việc nhé mọi người. Smoking is not allowed on all Vietnam. Lần này đi về thì không có rơi electronic cigarettes. Về lần này mình đi về ngắn ngày, mình đi về có 4 ngày thôi nên là để đưa lại cho chị Trang chồng mình và Kanako về đi công tác ở Việt Nam nhé mọi người. Please stow your hand luggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Hand luggage must not obstruct the aisle or the emergency exits. Bây giờ cái video này sẽ là cái video vlog 4 ngày, chuyến đi 4 ngày của mình với cả Kanako về Việt Nam nha mọi người. Your mobile phones, receiver, transmitter devices or portable electronic equipment must be turned off or switched to flight mode and silent mode until disembarkation. Chúng ta này. You are not allowed to charge your portable electronic devices during taxi. Nhớ đi khóc rồi. Mới xa có một hôm. Chào Việt Nam mình nhỉ. Chơi chào Việt Nam mình nhỉ. Các cái gì ta đã đốt rồi. Tùy. Mùi đi. Khá là khó nhớ đi quá. For your own safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened throughout the flight. Bây giờ mình với cả Kanako ở trên máy bay rồi nên là nó hơi ồn một chút đấy. Nên là chắc là về Việt Nam thì mình sẽ quay cho mọi người vlog của mình. Của mình với cả Kanako 4 ngày ở Việt Nam nha mọi người. Hãy đón xem hành trình của chúng mình nhé. Gấp bàn ăn, đóng cả chút màn hình giải trí. Vừa xuống máy bay cái là được lấy hành lý luôn, lần đầu tiên luôn này. Đợi chưa đến 5 phút đã lấy được hành lý rồi, nhanh thật. Xin chào. 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 Yêu sexy. Yêu. Yêu này. Vừa mới ra khỏi sân bay đã đi uống cà phê luôn này. Sao xin tốt tìm mình. Bác sĩ hả? Đây là bác sĩ. もう久しぶりこれはこれハマってんのよ、ね、これセブンのカフェ全然違うからねこれ日本はないやつね久しぶりやね、うん、乾杯さっきあのベトナムの会社の人と挨拶して今からみんなでまあこっちでご飯食べて、うん、今日9時ぐらいに時間戻ろうかなって一旦9時ぐらい、うん、そうや ね本当はねあの実家でね美味しいご飯が待っとうらしいけど間に合うといいねうーん
厳しいじゃない？厳しい。もうみんな待ってるんで、ちょっと入ってきます。はい。また。すごいな、なんか。多分かな。もうお客様も。ここ。ここ。おはようございます。 Chào buổi sáng mọi người nhé. Hôm nay là ngày thứ hai mình ở Việt Nam rồi mọi người. Đây bây giờ thì mình đang ở nhà bố mẹ. Hôm qua ấy, lúc mà đi ăn uống xong ấy là lúc ấy mình say, gọi là say nó không phải không biết gì nhưng mà về muộn quá ấy, nên là mình cũng không quay được gì cho mọi người xem ấy. Nên là mình bảo là sáng hôm nay mình với cả Kanako là đi lại quay ra ngoài Hà Nội có công việc. Nên là hai chúng mình bây giờ sẽ chuẩn bị để đi luôn nhé mọi người. Chào đi đây ạ. Bye bye. Cháu đi, cháu sang chào bác. Chào chào. Let's go. Còn cái là đồng cái đấy? 30 phút cái đấy chẳng hạn. À xô. Hà Nội cả. Kiểu ám ý ạ nè. Ám ý ạ nè. あと30分ぐらい OK じゃあ行こう行きます Bây giờ mình với cả Kanako đang ở sân bay Nội Bài này mọi người à, đi nội địa lần đầu đây. Hôm nay mình đi bamboo nhé mọi người. Bamboo thì Bamboo Việt Nam Bamboo Ô ô tắt rẻ Bamboo. Hôm nay mình đi bamboo, mình và Kanako đi bamboo vào trong Quảng Bình nhé mọi người à, trong Đồng Hới ạ à? Đồng Hới để ăn dự cưới bạn của mình nhé. Và đây là quốc内線 やけん あの パスポートいらんって思いよった最初置いていこうか迷ったの危ないいりますいや、私がね、いるのは、まあ、身分証明としているかもしれんけど、りんちゃんもいるってびっくりした。あ、そう。うん。私、これか。だって日本ってさ、パスポート使ったことないやろ。ね、日本はね、チケットあればいいよね。そうそうそう。身分証明書も確認されてないぐらい。うん。よね。私も国内初めてですよ。ベトナム人でもパスポートいるんだって。よかった、置いてこんで。なんかコーヒー飲みたいな。コーヒー飲みたいと。いいね。ね。trong thời gian mà mình đợi đến giờ bay thì mình vào đây ngồi cà phê với các cô này.どうぞ飲んでください。なんかちっちゃくない？ね。ね。空港プライスです。ね。え、そんなもん入れる？よかった。クリーミー。これで混ぜ混ぜする。美味しい。Cô chưa cả uống được này, lấy hết vào trong tay này. Mê tắc sứ. Họ có rằng. Mà đầy chút đi. Mà khá lắm. Hãy. Giờ cảm bày xin mà cho. Giờ cảm bày xin mà cho.なんかお酒みたいな感じ。飲んでみる。còn tầm độ 20 phút nữa là mình với cả Kanako lên máy bay rồi mọi người. Lần đầu tiên vào trong Đồng Hới, Hanashimi. Nè, Hanashimi nè. Sắc kí nè. Mà Linh chan nói ta kẹo. Hoa anh kia sao nó?人からジャパンビューティフルって言われた
それで楽しかった、嬉しかった、嬉しくなった。まあ、あと飛行機の時間まで何分かな、10分30分ぐらいあるから、ちょっとカフェでねゆっくり仕事の打ち合わせとかしながら待ちたいと思います。この後ろの雰囲気、初めて番号、初めての番号、初めての番号。Welcome on board Bamboo Airways, the airline of Hospitality. Not interact in the emergency exit door without the cabin crew's requirement, because this is a violation of flight safety regulations. In order for the aircraft to... Tại mình với cả là Canaco vừa mới xuống sân bay rồi. Đây là sân bay Đồng Hới nha mọi người. Nhìn này. Hajimete kokutai no kūkō. Kono kūkō hajimete ya ne. Bây giờ là có xe đón về khách sạn luôn này mọi người ạ. Cho em để cái túi này. Hay. Xe rộng. Mình với cả các thằng cô vừa về khách sạn rồi mọi người ạ. Bây giờ là 8 giờ, bây giờ là hơn 8 giờ tối rồi. Bây giờ chuẩn bị sang đám cưới luôn nha mọi người. Lần này là lần đầu. Đây là lần đầu tiên cho Kanako trải nghiệm đám cưới ở Việt Nam nhé. Kanako Việt Nam no kekonshiki hajimete desho. Hajimete. Tanoshimi. Tanoshimi. Nihon to zenzen chugau kara ne. So. Chà. 楽しかったね。楽しかった。Đây là homestay nha mọi người. Mình được chú hả? Giường này nó phải rơi đến tầm, mình nghĩ nó phải rơi vào tầm 3 mét đấy chứ không phải là giường to thật đấy. Đô đế ska Việt Nam no kekonshiki te. Mo shinzo ga harase nai ne. Nanka oto ga konna ni okii to omowan katta. Ya mo yabai desu yo. Nanka Vietnam jin to karaoke itta toki no 10 bai gurai. Oto dekakute. Nanka mo hontou ni karada ga gyut gyut te natte. 全然ご飯入らんかった。お腹空いとったんやけど、なんか音でお腹いっぱいになったってぐらい音がすごい。やばい。し、なんか話すときもみんなうらららららしか。ね。ね。そんなことある。しかも家や場所も。Em có thích đám cưới ở Việt Nam không? ベトナムの結婚式好きって。ちょっとできるかなって思って。かなちゃんとイメージ違う。うん、でもベトナムはさ、その奥さんと旦那さん前の日は別々で、そうそう、それぞれの地元でなん
か今日みたいなパーティーして迎えに行くやろ。ああそれはできないよね。お互いの家ではできないね。日本まで迎えに来てくれる。りんちゃん日本まで迎えに来る。今頭回ってないやろ。回っとるけど。まあ飛行機で迎えに飛行機で迎えに来ますね。飛行機にお花つけてから。そうそうそう。バタバタバタバタ。まあ本当に幸せな瞬間空間だった。なんか本当にずっと涙が。あ、cô cảm động về đám lần đầu tiên được tham gia đám cưới ở Việt Nam nha mọi người. 私もこういうの本当に弱い。弱い。感動しちゃう。すぐ感動しちゃう。まあ明日もあるんで。明日が本番やね。Đám cưới ở Việt Nam là 2 ngày. Nhưng ở Nhật thì có 1 ngày thôi mọi người ạ. Đám cưới ở Việt Nam khác hoàn toàn với cả bên Nhật. Bên Nhật thì có 1 ngày thôi và cô dâu chú rể hai bên gia đình là họp nhau, gặp nhau đúng 1 ngày thôi. Xong ăn uống nhẹ nhàng, thưởng thức nhẹ, không bầu không khí rất nhẹ nhàng. Nó không có vui như này đâu. Có nghĩa là vẫn vui nhưng mà nó vui kiểu khác ấy mọi người. Vui kiểu nhẹ nhàng ấy, nhưng không kiểuおはようございます。こんにちは。うん、こんにちは。しんちゃんもいない。どうですか。今日は ngày thứ ba của mình với cả các cô ở Việt Nam rồi mọi người. Bây giờ. Hôm nay là 3 日目です。うん。Hôm nay là sẽ sang nhà chú rể. Bắt đầu là à chú rể thì là đi đón cô dâu từ sớm rồi. Nên là bây giờ 10 giờ thì sẽ tập trung ở nhà chú rể. Nhưng mà trước đó thì mình với các cô sẽ đi ăn sáng một chút nha mọi người. OK, let's go. Apple.Sáng nay thì mình ăn sáng luôn ở cái chỗ mà cái homestay mình ở luôn mọi người. Chỗ này nhìn này, ở vùng quê mà có một cái homestay nhìn hoành tráng này.美味しい。そうやね、じゃないともっとやばいよ。
これの結婚式はパパを抑える気持ちがないからなかなかでもりんちゃんは抑えたよ。私はあんま友達いないから。いやだって親戚だけでやばい、何十もう100人近いのに、それでも抑えんかったら、ババ、ね、一回会ったことあるなら呼びます。呼びます怖い一回乾杯したら結婚式、そう来てください。パパ早く結婚式してほしいよ。そう、もう今友達呼ぶリストを作っとうよ。マジ、うん sân khấu và bạn Vũ Khắc Linh trong buổi trưa ngày hôm nay chính là một người bạn gái cùng đến từ mảnh đất Nhật Bản thân thương, một cô gái rất là dễ thương trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta có thể dành tặng một tràng pháo tay được không ạ? Xin mời. Chúc hai vợ chồng may mắn hạnh phúc, kết hôn mê đê to. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người lắng nghe. Mình với cả Kanako vừa mới đến xong. Gặp toàn người nước ngoài, toàn người toàn người dùng một tiếng Anh, nên mình cả các cô mình thì nói tiếng Nhật, xong rồi lại dịch sang tiếng Việt, sau này nói với Kanako để Kanako lại nói tiếng Anh cho người ta. Muskashikatta ne. Zatsu. Demo nanto ka dekita kedo. Nanto ka dekita kedo. Kantan no eigo shika hanasu. Bây giờ 最終的にはちょっと Google 使った方がいいんじゃないって言われた。言われた。Đây, một đoàn này để mọi người. Đoàn này có 7 người và thêm mình là 2 người nữa là tổng cộng là 9 người. Hôm nay mình sẽ đi Phong Nha Kẻ Bàng nhé. Bây giờ là chiều rồi nên là chỉ đi được động Phong Nha thôi nha mọi người. Đây đoàn 7. Nhật ạ. Vâng. Đây chứ, các bạn ạ. いや運転運転ってか、まあそう。ああうまいうまいうまい。ああ帥。楽しかったですか？ね。筋肉痛になる。なかなかないかっすよ。くれなんかさせてくれるのも怖くてさ。
Thank you very much. サイコバスみたいな。サイコバスみたいな。逆じゃない？あ？逆じゃない？すんね。ひびと。エビもあるし、いろいろある。ちっちゃい。時々。時々。どうですか？もちもち。Đây là cái gì đấy? Gà nướng à? Gà nướng. Gà nướng thì mất bao nhiêu? Mất khoảng 3-5 phút. 5 phút. Yon siêu quá. Chuyến đi lần này mình mới biết là Kanoko dở tiếng Anh như thế nào. Tiếng Anh
là 7. Ikura-san đấy, khán giả mà như ego thì cũng cắt tật đi, Ikura-san đấy. Ikura mà. Bà cái này sai tổ kiến nhé. Tôi mà ego, hana sen thì mà, tự tin mạn mạn nè, ego sử dụng. Thật sự thì, nè, cái này, mà lý do cái có mà chỉ nhưng mà, Việt Nam ngữ, mà, so nãy nhưng mà, tiếng Anh nói sâu thì, ベトナム語がすぐ出てきちゃって、あ、英語やったらみたいな。なるんですよ。わかりますか？おかしいな。おかしいね。はい、buổi cuối cùng ở Việt Nam. Đây là ngày cuối cùng của mình với cả các đồng của Việt Nam này. Đây buổi sáng mình đang bây giờ mình đang ở trong đồng hới thì là vừa mình check mình với cả các đồng cô check in xong. Bây giờ sẽ 10:50 sẽ lên máy bay để bay vào bay ra ngoài Hà Nội nhé mọi người. Hà Nội xong bắt đầu mình được có công việc một chút thì là trong tầm 6-7 giờ tối thì là sẽ đi ăn cùng với cả bố mẹ. Hôm nay thì bố mẹ với cả hai đứa trẻ con ở Trang ấy thì sẽ đi ra ngoài Hà Nội để mang đồ mình mang hành lý cho mình và Kanako xong rồi đi đưa mình ra sân bay luôn ấy. Thì là sẽ ăn tối với nhau một chút. Ăn tối xong rồi bắt đầu mình bay sang Nhật luôn nha mọi người. Chuyến đi lần này 4 ngày mà phải di chuyển liên tục ấy. Khá là vất vả. Bây giờ thì mình đang ngồi ở quán cà phê để đợi đến giờ lên máy bay nha mọi người. Ngon đấy. Cô chị đây mà nè. Ở cây là chào đặc kỳ đồ. なんか、ブンのチャオっていう。カレーゴナラーム。チャオ。トコイね。朝からおかゆ、なんかチャオか食べようみたいな言われて、あ、魚のおかゆかって思っとったら、普通にブンチャーかみたいな。来たね。ね、ブンチャーかやね。あと、ネームのことも、なんだっけ、ラムっていう。うん。いや、ラム。ラム、ネームじゃなくてラム。びっくり。初めてやろ。もうこれでも美味しいよ結構ご飯が。じゃあ私が好きそうなやつ選んでる。あ、かなちゃん。かなちゃんジャガー美味しいよ。ピコタオも美味しいよ。私が好きそうなやつ。好きそうやつジャガー美味しい。にゃ美味しい。Đấy, cả nhà mình bây giờ lên sân bay nên lên sân bay tiện đường nên là ghé vào quán cơm này ăn luôn. Ôi chị biết được ngon đến mấy hiểu không chưa được hả. Bye bye thế bye bye nhá. Hẹn gặp lại. Bye bye. Hôm nào sang Nhật. Ừ. Mấy bà cháu sang Nhật nhá. Rồi. Cả ông cho ông sang nhá. Rồi. Ông bye bye ông đi. Bye bye. Bye bye. Bye bye bố. Con chào bố. Con chào vợ. Ok. Con chào về nhá. Thôi đi về đi. Nhà mình về nhá. Scarlett. Scarlett đã đi rồi.
感想を教えてください。もう一個はぞい前はどこに遊びに行こうっていうね考える時間がすごい楽しかったんやけど、うん、今回はもう本当に私の好きな場所どこも行ってないし、うん、経験になりました。でも初めて初めてじゃないけど国内線にさ、うん、一緒に乗ったよ。それは良かった、うん、すぐ着いた。そうね、わしも初めて国内線、あしかも洞窟を見に行ってそれは綺麗やった、うんうん、あと初めてベトナムの結婚式も体験できたね、いろいろ楽しい、まあ、いろいろ初めてがあって良かったです。楽しかった。風邪ひいた。じゃあ飛行機は寝ます。今から顔を洗ってマッサージのところで絶対やるって決めてるので、はい、現金もちゃんと用意してるんでマッサージして寝ます。じゃあこれで終わりにします、うん、じゃあね、バイバイ。Hai bài ca. Hẹn gặp lại tháng sau. Hẹn gặp lại tháng sau. Hẹn tháng sau gặp lại. Tháng sau gặp lại nha.